mời các bạn cùng tham quan làng Sturm trong phong cảnh xanh green Noel. Ở khu vực này người ta gọi là làng Sturm. Bao gồm có hồ bơi, khu ẩm thực và vườn sen.
hết cái khu này. Nó bao gồm những cái ngôi nhà của những nhân vật trong Sitchum mà chúng ta đã vừa xem, khu vực ăn uống và hồ sen ngắm cảnh. Chúng ta vừa xem giới thiệu về làng Sitchum trong nông trại Linh Noel tại xã A Nhân Tây. Xanh mát quá, xanh mát rất là đẹp. Xin các bạn hãy like, chia sẻ và nhấn đăng ký của kênh. Xin chào tạm biệt các bạn.